chuyện tình đẹp như phim của chàng trai Việt và cô gái Đan Mạch kém 11 tuổi. Chưa từng nghĩ sẽ lấy một người vợ ngoại quốc, nhưng nhân duyên đã đưa đẩy anh Vinh nên duyên với một cô gái xinh đẹp mang quốc tịch Đan Mạch. Gặp bố vợ Đan Mạch run bần bật. Qua Đan Mạch định cư theo diện đoàn tụ gia đình từ năm 2004, anh Huỳnh Quang Vinh, sinh năm 1988, quê ở Đồng Nai, chưa từng nghĩ sẽ lấy một cô vợ người bản xứ, hơn nữa lại kém anh 11 tuổi. Cách đây 6 năm, anh Vinh làm chủ một tiệm ăn nhỏ ở thành phố. Khi đó Emma Dreeson, sinh năm 1999, là khách quen của quán, cô ấn tượng với chàng trai Việt có khuôn mặt sáng, nụ cười thân thiện. Một ngày nọ, cô bạo dạn kiếm cớ đem vỏ chai nước đến trả lại để bắt chuyện. Cách ăn mặc bụi bặm, vẻ đẹp hiện đại của cô gái Tây khiến anh Vinh phải lòng từ khi nào không biết. Cả hai trao đổi số điện thoại và Facebook, về nhà nhắn tin, tán gẫu nhiều hơn. Thời điểm ấy, anh Vinh không nghĩ đây sẽ là mối lương duyên gắn chặt với đời mình. Bởi việc yêu và cưới một cô gái bản xứ, anh sẽ phải học cách dung hòa với văn hóa, cuộc sống của đối phương. Đan Mạch là một xứ Bắc Âu nên khí hậu lạnh quanh năm, lạnh hơn nhiều so với nhiệt độ của miền Nam Việt Nam. Hơn nữa, mọi người đều nói tiếng Đan Mạch là một thứ ngôn ngữ mà mình chưa từng biết tới. Cho dù mình nói được tiếng Anh nhưng do giọng tiếng Anh của mình không chuẩn nên nói chuyện nhiều khi họ cũng không hiểu. Cuối cùng là văn hóa. Bên đây họ có một nền văn hóa ứng xử hoàn toàn khác so với Việt Nam mình nên cái gì mình cũng phải tập làm quen dần, như cách nói chuyện, cách giao tiếp. Và ẩm thực cũng là một cách cần phải học khác. Tây họ thường ăn 3 bữa chính, 2 bữa là đồ ăn lạnh, chỉ có bữa tối họ ăn đồ ăn nóng. Người Việt mình thì ăn 3 bữa đều nóng, anh Vinh bày tỏ. Một tháng sau, anh Vinh theo Emma về nhà ra mắt. Lúc đầu Vinh còn trêu mẹ Emma, mai mốt cô là má vợ tôi đó. Phụ huynh cũng thẳng thắn lo ngại vấn đề chàng con rể có vẻ lớn tuổi hơn con gái mình, hơn 11 tuổi. Lần đầu gặp bố vợ là dân kinh doanh, anh Vinh rất run. Đứng trước người đàn ông lớn tuổi mặc vest đĩnh đạc, anh bấn loạn trong bụng nhưng rồi bất ngờ khi ông đưa tay ra bắt và bảo với anh, bác nghe Emma nói đến cháu từ lâu. Cảm ơn vì đã cố gắng chịu đựng con gái bác. Sự dễ chịu và thân thiện của bố mẹ vợ khiến anh Vinh thở phào nhẹ nhõm. Càng tiếp xúc lại càng cảm thấy như một phần gắn chặt với gia đình. Bố mẹ Vinh rất thoải mái khi anh nói muốn cưới Emma vì nhà cô gần quán ăn Vinh làm nên mọi người cũng biết một chút về nhau. Khi về làm dâu bố mẹ Vinh, Emma cũng có nhiều tình huống vui nhộn do mẹ chồng, nàng dâu bất đồng ngôn ngữ. Emma kể, có một lần mẹ muốn nói món gà nhưng không biết tiếng Đan Mạch nên chỉ thể hiện bằng hành động. Mẹ kêu tiếng gà rồi đập hai tay mô tả rất buồn cười. Mình giao tiếp với mẹ dùng cử chỉ ngôn ngữ nhiều hơn. Vài tháng sau, Emma báo tin mang thai. Cặp đôi vui mừng dọn về sống chung, chuẩn bị tổ ấm đón thiên thần nhỏ. Khi Emma mang bầu, chị gái và mẹ của anh Huỳnh Quang Vinh thường nấu những món ăn Việt mang sang cho nàng dâu Tây tẩm bổ. Chia sẻ về cảm xúc khi biết mình chuẩn bị lên chức bố còn bạn gái lên chức mẹ ở tuổi 19, anh Vinh cho biết ban đầu anh hơi sốc và hơi mất bình tĩnh. Anh đã phải uống một ngụm whisky để lấy lại tinh thần. Sau đó, anh vui mừng với tin vui bất ngờ này. Anh biết mình cũng đến tuổi để có gia đình và con cái nên cũng phần nào sẵn sàng trong tâm lý. Mấy tháng đầu vợ mang bầu hay bị ói, choáng, có một vài lần bị tụt huyết áp phải nhập viện nên anh khá lo lắng. Đặc biệt, bà xã Đan Mạch từng bị trượt té trong phòng tắm, đập bụng vào sàn ở tháng thứ 3 đến 4 thai kỳ khiến anh như ngồi trên đống lửa. May mắn cuối cùng bà xã anh cũng ổn định vào sau tháng thứ 4 đến 5 của thai kỳ. Lần Emma bị trượt ngã trong nhà tắm, lúc đó mình cũng khá lo lắng và chờ Emma đi bệnh viện để khám cả hai mẹ con ngay lập tức, nhưng mà may thay không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sau lần đó, lúc nào cũng có một cái ghế để Emma ngồi tắm và sàn phòng tắm liền lót miếng chống trơn trượt, anh Vinh chia sẻ. Anh Vinh kể, khi mang bầu, bà xã Emma cũng cố gắng ăn rất nhiều món khác nhau để có đầy đủ chất cho em bé. Cô cứ ăn suốt ngày, đặc biệt là các món chua như dưa chuột ngâm, me nhào đường. Đồng thời, chị gái và mẹ anh thường hay làm các món Việt đem qua tẩm bổ như giò heo hầm đu đủ, canh sườn hầm khoai tây cà rốt, thịt hoặc sườn kho. Nên cả thai kỳ chỉ lên 10kg, bầu bí khá gọn. Mình thú thật là mình rất dở nấu món Việt nên khi vợ mang bầu mình chỉ làm được vài món như nấu bò kho, phở, nem nướng. Cho vợ, còn phần lớn thì Emma chỉ ăn các món Tây. Mình có chị gái và má vẫn hay làm các món Việt đem qua tẩm bổ cho Emma nữa, anh Vinh cười. Mặc dù bà xã người phương Tây có khẩu vị, văn hóa khác Việt Nam nhưng nhờ sống ở Đan Mạch lâu. Hơn nữa, từng phụ ba chị gái trong chuyện chăm sóc em bé từ nên anh Vinh cũng chút kinh nghiệm trong việc hiểu tâm lý phụ nữ. Khi Emma mang bầu, anh dành nhiều thời gian trò chuyện, đi đây đó với cô khi có thời gian rảnh và phụ giúp việc nhà một phần, không để cô làm hết mọi việc.
Tuy nhiên, em Ma là người khá tự lập nên anh cũng không phải chiều chuộng và không gặp nhiều vấn đề khó khăn. Nhớ lại ngày đi sinh của vợ, anh Vinh cho biết ở Đan Mạch bệnh viện và sinh đẻ hoàn toàn miễn phí nên anh và em Ma không phải quan tâm nhiều về vấn đề này. Vì từng đi theo ca đỡ đẻ chị gái 2 lần, làm nhiệm vụ thông dịch viên cho chị gái và anh rể nên anh cũng có chút kinh nghiệm, chuẩn bị sẵn mọi thứ với tâm lý khá bình tĩnh. Đến bây giờ anh vẫn nhớ mãi khoảnh khắc khi con trai Vincent vừa ra đời bằng phương pháp sinh thường sớm 10 ngày nặng 3,2kg và được đặt lên lòng em Ma. Khoảnh khắc đó anh biết mình đã chính thức lên chức ba và được nhìn thấy con sau bao lâu mong ngóng, được thở phào nhẹ nhõm vì mẹ tròn con vuông. Dịch vụ y tế của Đan Mạch mình thấy không có chỗ nào để chê, từ khi mang bầu cho tới sau khi sinh, hệ thống rất đầy đủ từ các khâu bác sĩ và xét nghiệm, scan em bé về các dị tật. Trước khi sinh chính phủ còn có các chương trình cho các ba mẹ trẻ để học cách nuôi con, dinh dưỡng, bơi lội, yoga hoàn toàn miễn phí cho mẹ bầu và ba. Sau khi sinh thì được nghỉ gần 1 năm có lương để ở nhà chăm sóc con. Mẹ sẽ nhận khoảng 19.000 KR, khoảng 70 triệu, một tháng trước thuế còn sau khi trừ thuế khoảng 14.000 KR, tương đương khoảng 50 triệu, mỗi tháng nên tiền lương sau sinh được nhận trong thời gian nghỉ đẻ khoảng 600 triệu. Ở đây còn có y tá tới nhà thăm mỗi tuần sau sinh để theo dõi sức khỏe của mẹ và em bé. Và mọi khâu bác sĩ, y tá, bà mụ đều rất ân cần và nhẹ nhàng. Họ tận tình giúp đỡ nếu mình cần giúp đỡ hoặc có thắc mắc, anh Vinh chia sẻ về chế độ và dịch vụ y tế ở Đan Mạch. Cho biết thêm, anh Vinh chia sẻ, gia đình anh ở Đan Mạch nên sau sinh em Ma không kiêng cữ theo phong cách truyền thống Việt Nam như hơ than, kiêng tắm, ăn thịt lợn nghệ, ăn móng giò heo để nhiều sữa hay kiêng ra ngoài. Vì ở Đan Mạch rất dễ bắt gặp các bà mẹ vừa sinh con được vài ngày đã đẩy con trong xe nôi đi siêu thị nên vợ anh nghe theo sự hướng dẫn của y bác sĩ bên đây. Ăn uống, sinh hoạt tắm rửa bình thường, đi dạo trong nhà và mặc kín nếu đi ra ngoài đi dạo. Do anh và vợ khá đồng quan điểm về cách chăm con nên không gặp nhiều mâu thuẫn. Dẫu ban đầu cả hai vợ chồng khá bỡ ngỡ nhưng nhờ có sự giúp đỡ tận tình của y tá trong thời gian nằm viện và sau đó là của gia đình hai bên nên chỉ sau vài ngày, vợ chồng anh khá thành thạo các công việc bỉm sữa. Đặc biệt nhờ được học các lớp hướng dẫn cho ba mẹ bỉm sữa, chuẩn bị trước đó phần nào và có sự hướng dẫn của y tá nên vợ chồng anh học khá nhanh. Từ thay tã, tắm rửa và các thao tác cho bú đối với anh lẫn bà xã Đan Mạch rất bình thường. Khi làm bố rồi, mình ở nhà nhiều hơn với gia đình, không đi chơi với bạn bè như trước nữa, trách nhiệm nhiều hơn và cảm thấy gia đình nhiều tiếng cười hơn. Em Ma thì chững chạc hơn trong cách suy nghĩ, hành động và không thích đi chơi tụ họp bạn bè như xưa mà tập trung chăm sóc gia đình là ưu tiên hàng đầu. Em Ma không giỏi nấu các món ăn Việt theo kiểu phụ nữ Việt nhưng bù lại cô nàng biết nấu các món Đan Mạch và rất chịu khó học hỏi và tìm tòi để học thêm các món ăn cho chồng con. Về phương diện chăm sóc con cái thì em Ma theo tư duy để con tự lập càng nhiều càng tốt và khuyến khích bé tự làm phần lớn những công việc hàng ngày. Trong công việc gia đình, mình và em Ma chia sẻ và phụ giúp lẫn nhau về trách nhiệm lau chùi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và chăm sóc con cái, không thiên về phụ nữ phải lo toan hết việc nhà, anh Vinh chia sẻ cuộc sống của mình khi làm bố. Bóc phốt vợ Tây ở bừa bộn, không giỏi nấu ăn. Cuộc sống trước và sau khi cưới không có gì khác biệt, vấn đề duy nhất vợ chồng anh Vinh gặp là dung hòa chuyện ăn uống. Anh Vinh thích đồ Việt, còn bà xã thì lại thích ăn đồ Tây hơn. Hôm đầu tiên ăn phở, em Ma gạn hết nước đi, dùng nĩa vớt riêng sợi ăn. Cô gái Bắc Âu không thể ăn mắm tôm, sợ món thịt chuột và trứng vịt lộn. Tuy nhiên, em Ma lại rất kiên trì, tỉ mỉ, bản tính thích gì sẽ cố học cho bằng được. Anh Vinh dạy vợ nấu món Việt, dùng đũa gắp thức ăn. Mình rất thích tính kiên trì và chịu khó học hỏi của bà xã. Điều mà bà xã muốn làm thì nhất định làm cho được cho dù có thất bại bao nhiêu lần đi nữa. Cái anh muốn thay đổi ở bà xã là cô nàng hơi bừa bộn một tí và cũng không giỏi nấu ăn hồi mới quen. Nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn hồi xưa nhiều rồi, anh Vinh tiết lộ. Đầu năm 2021, vợ chồng anh Vinh đón thêm một thiên thần nhỏ. Bé trai tên Vincent Huỳnh Bá Thiên, 4 tuổi. Còn bé gái là Angelina Huỳnh Khánh Linh, 1 tuổi. Sau nhiều năm ở xứ người, điều anh Quang Vinh hài lòng nhất là có cuộc sống êm ấm, hai con ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Hai vợ chồng đều ổn định kinh tế, không phải suy nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền. Hiện anh Vinh đang làm cho công ty Danfoss, thuộc một trong những tập đoàn thiết bị lớn nhất thế giới. Bản thân ông bố hai con đã học thêm tiếng Đan Mạch. Tuy nhiên cả hai vợ chồng vẫn khuyến khích các bé học tiếng Việt để không quên ngôn ngữ quê hương. Trong cuộc sống hôn nhân, Vinh thể hiện là người đàn ông chu đáo. Anh sẵn sàng hỗ trợ việc nhà, từ giặt giũ, dọn dẹp, chăm con. Anh tâm sự, vợ chồng anh bình đẳng và chia sẻ với nhau mọi việc. Nếu em Ma nấu nướng, anh sẽ dọn dẹp nhà cửa. Tôi nghĩ, việc nhà là của chung,
đừng bao giờ cho rằng đó là trách nhiệm của riêng phụ nữ, 8X Đồng Nai bày tỏ. Mặc dù Emma còn trẻ nhưng cô nuôi dạy con khá nghiêm khắc, để con tự lập, tự chủ. Trước khi sinh bé thứ hai, Emma làm trong viện dưỡng lão. Khi nào hết thời gian nghỉ sinh, cô sẽ quay lại công việc này. Anh Quang Vinh đã sang nhượng lại quán ăn, chuyển sang làm quản lý cho chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh ở Đan Mạch. Ngoài ra, thời gian rảnh rỗi anh làm một kênh YouTube giới thiệu cuộc sống của gia đình đa văn hóa. Qua đó, quảng bá về văn hóa và cuộc sống của người dân Bắc Âu nói chung cũng như Đan Mạch nói riêng, một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Tôi có công việc riêng và một số khoản đầu tư khác. YouTube chỉ là một công việc giải trí, tôi chưa bao giờ nghĩ đây là công cụ kiếm tiền, anh tiết lộ. Gia đình anh Vinh đều sinh sống ở Đan Mạch nên vợ chồng anh được sự trợ giúp của cả hai bên nội ngoại khi sinh con. Bố mẹ Emma rất tự hào về chàng rể Việt, tháo vát và biết kiếm tiền, làm chỗ dựa cho vợ. Văn hóa Đan Mạch là vợ chồng sòng phẳng về kinh tế, cùng nhau đi làm, đóng góp tài chính. Tuy nhiên, tôi vẫn mang nhiều tính cách của đàn ông Việt, thích đi làm lo cho vợ con, anh kể. Ở Việt Nam, đàn ông đi làm phần lớn đều đưa lương cho vợ quản lý và chi tiêu. Văn hóa bên Đan Mạch không giống vậy. Các cặp vợ chồng cùng đi làm, tiền ai nấy giữ. Phần lớn họ sẽ có tài khoản riêng nên không ai phụ thuộc ai. Giá trị của phụ nữ trong xã hội Đan Mạch được đề cao. Khi chung sống, các cặp vợ chồng sẽ có một tài khoản chung. Hàng tháng hai bên tự trích lương của mình gửi vào đó để lo sinh hoạt gia đình, con cái. Tại Đan Mạch, nhiều cặp vợ chồng đi ăn nhà hàng nhưng khi thanh toán, mỗi người tự trả suất của mình. Hành động đó được coi là bình thường. Ở gia đình anh cũng vậy, hai vợ chồng tự quản lý tiền mình kiếm được. Tuy nhiên, do bản thân vẫn còn giữ nhiều nếp văn hóa Á Đông nên Quang Vinh vẫn là trụ cột về kinh tế. Chúc gia đình nhỏ luôn hạnh phúc bên nhau nhé! Like và chia sẻ video này nhé! Xin cảm ơn!